nay dạ lát ra sẽ là một clip để hướng dẫn lại cho các em có thể vẽ được một cái thân hình búp bê giấy có thể là dễ vẽ hơn. Hôm trước chị có một cái clip nhưng mà có vẻ như là khó để mà các em thực hiện theo. Bây giờ chị sẽ hướng dẫn cho các em để vẽ ra một cách mà dễ thực hiện nhất nha các em nhé. Bây giờ các em sẽ chuẩn bị một tờ giấy cứng nha. Sau đó các em sẽ vẽ hình bầu dục cho chị nha, vẽ cho chị là khoảng 6 cái hình bầu dục, là những cái khoảng cách nha, cái hình bầu dục á là gần gần như là bằng nhau nha các em. Các em vẽ hình bầu dục nó tương đương giống như là một cái đầu người ấy, các em nhé. Vẽ hình tròn thì hơi khó hình dung quá, các em nên vẽ hình bầu dục á. Rồi chị vẽ ra một cái thứ bảy và lấy cái chính giữa như thế này ha. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tới cái phần mình chia tỷ lệ nha các em. Đây ở phần bầu dục đầu tiên chúng ta sẽ lấy hàng ngang này qua ha. À, xin lỗi các em nha, để chị chỉnh lại cho rõ nè. Rồi các em thấy rõ nha. Ở cái hình bầu dục đầu tiên á, còn cái hình bầu dục thứ hai các em sẽ bắt đầu chia ra làm cho chị làm 5 phần đi nha, 5 phần. Ở cái phần gạch đầu tiên là cái phần cổ đó các em, nó sẽ có cái phần để chúng ta hạ vai xuống, từ phần cổ xuống đây sẽ là phần vai nha. Đó. Rồi, ở cái hình bầu dục thứ ba các em sẽ chia làm 4 phần. Các em sẽ lấy phần 1/4 ở trên của cái hình bầu dục thứ ba nha. Tới hình bầu dục thứ tư cũng chia làm 4 phần, cũng lấy 1/4 của hình bầu dục thứ tư. Rồi, tới hình bầu dục thứ năm nha. Chúng ta sẽ lấy phân nửa đi các em. Phân nửa ha. Rồi. Hình bầu dục thứ sáu bỏ qua, chúng ta lấy từ đây. Cái hình cuối cùng cũng chia làm 4 phần. Lấy 1/4 trên của cái hình bầu dục thứ bảy luôn nha các em. Chúng ta đã có những cái lần nghe rồi. Và chúng ta sẽ bắt đầu vẽ phần đầu. Thì cái phần ở trên đỉnh đầu nó cũng sẽ bằng với hình bầu dục đầu tiên nha các em. Phần này các em chỉ phát thảo sơ sơ để các em lấy cái điểm để cho nó chính xác cái phần tỷ lệ thôi. Đây là phần thân nè. Cổ chúng ta đã chia lúc nãy ha, nãy chị đã nói là phần cổ nè, hạ vai xuống nha các em. Đây là phần vai nè, hai cái vai nha, hạ xuống từ phần cổ xuống một tí xíu. Sẽ có hai cái vai của búp bê ở đây. Cái đường này nó tượng trưng giống như là các em vẽ một cái sườn búp bê vậy đó. Đây là phần eo nhỏ xuống một xíu tới phần hông. Tới đây là đùi nè, đầu gối, bắp chuối nha, bắp cá chân nè, đây là phần đầu gối nha. Rồi, ở đây là phần eo, phần hông, đầu gối, mắt cá chân. Đây là phần bàn chân nha các em. Cái đường gạch này là vừa là eo mà vừa là cái khuỷu tay luôn nha các em. Cùi chỏ đó. Đây, gạch từ vai xuống nha. Đó, cái phần gạch này sẽ là cái chỗ mà cái khớp ngay chỗ cái bàn tay á các em. Ở đây sẽ là phần bàn tay luôn ở dưới này. Bàn tay này chỉ nắm hờ lại nè, cho búp bê nắm hờ bàn tay lại thôi. Thế đây là cách mà chị hướng dẫn cho các em để các em có thể thực hiện chia tỷ lệ làm sao cho nó phù hợp nhất, nhìn thân hình có vẻ cân đối nhất thôi các em. Các em cũng không cần phải vẽ chính xác lắm đâu, cứ theo cái trí tưởng tượng mà các em nhìn thấy như thế nào là đẹp là được. Bây giờ chúng ta sẽ phát quả lại sơ sơ cho nó đậm nét là những cái phần mà chúng ta đã vẽ phát thảo lúc nãy á.
sẽ uốn cong lại những cái đường mà chúng ta đã vẽ sơ lúc nãy. Phần cổ xuống vai, hạ vai, chị gọi là đường hạ vai nhé. Và đây là phần vai nè. Đây sẽ là phần ngực nha các em. Tùy vào độ tuổi búp bê mà các em vẽ phần ngực nha. Cái này chắc chị vẽ này chắc khoảng độ tuổi cấp 3 rồi quá. Rồi chúng ta uốn cong những cái đường này lại, vẽ kỹ hơn nè, tạo phần eo cong hơn. Phần hông cũng cong lại. Xuống phần đùi luôn. Phần đầu gối các em hơi khủy khủy ngay đầu gối đây nè, bắp chuối. Phần chân ở dưới thì ở trên hơi to chút xíu nha, hai mắt cá chân hơi lộ ra một chút ở chỗ hai mắt cá chân á nè. Phần đầu gối các em nhìn chỗ cái tay của mình ha, ở phía trên này nè, chỗ cánh tay nè, chỗ này nó sẽ to, sau đó sẽ nhỏ lại. Lúc này sẽ to tí nè, sau đó nhỏ từ từ lại nè, đó. Rồi cánh tay. Cái bàn tay đám hồi như vậy các em cũng có thể ghép với những cái túi xách hay vậy, giống như là búp bê chúng ta đang cầm túi xách vậy đó các em. Ở đây chủ yếu là cái clip này chị sẽ hướng dẫn vẽ về thân hình và tỷ lệ của búp bê giấy theo như các em yêu cầu thôi nha. Còn cái phần khuôn mặt có lẽ là chị sẽ làm một clip khác để hướng dẫn các em vẽ tỷ lệ khuôn mặt kỹ hơn. Cái này hơi nhỏ, vậy là hơi tối là chị vẽ sơ cái phần khuôn mặt này thôi. Có nhiều bạn yêu cầu chị thực hiện những clip hướng dẫn, nhưng mà xin lỗi các em là tại vì chị cũng hơi bận, ban ngày chị không có tranh thủ được thời gian, cho nên là chị có thể vẽ vào ban đêm. Ban đêm thì chị sợ là những clip nó sẽ hơi tối không rõ để các em nhìn á. Bây giờ các em sẽ các em sẽ bôi những cái phần mà chúng ta phát thảo hồi nãy á. Vì chúng ta sẽ đi nét lại cho nó rõ lại. Hy vọng là qua cái clip này thì các em cũng có thể vẽ được cho mình một bản búp bê giấy theo cái tỷ lệ như thế này. Trên mạng cũng có rất là nhiều những cái hình ảnh mà giúp cho chúng ta có thể vẽ được theo tỷ lệ. Nó cũng có rất nhiều tỷ lệ nha các em. Từ nhỏ cho tới cấp 1, cấp 2, cấp 3, trưởng thành, nam lẫn nữ luôn. Ở ngoài thị trường cũng bán rất là nhiều cái loại búp bê giấy mà dáng hình nó các em cũng rất là đẹp, nhưng mà chị thì chị lại thích là tự làm hơn, tại lúc đó chúng ta sẽ thỏa mãn được cái sức sáng tạo của chúng ta các em.
các em nhìn chị đi nét lại lên những cái phần lúc nãy chúng ta đã vẽ rồi đó. Bây giờ chúng ta tô nhạt đi, thì bây giờ chúng ta sẽ đi nét lại. Khi mà các em muốn làm búp bê giấy, các em nhớ là phải vẽ như cái này là trên giấy cứng nha, để khi chúng ta cắt ra thì có những thiết kế những cái bộ đồ của búp bê thì mặc lên nó sẽ rất là dễ. Chị hy vọng là các em có thể xem clip của chị và vẽ được những cái bạn búp bê hoặc là dễ thương xinh xắn cho các em nha. Khoảng thời gian này thì chị Alex hơi hơi bận đó các em, tại chị Alex còn phải đi làm nè, cho nên là cũng không có nhiều thời gian để làm một clip cho các em. Lại sắp Tết nữa, rất là nhiều công việc luôn á. Chắc là phải qua Tết thì chị mới có thể làm thêm nhiều clip để cho các em xem nha. Như các em muốn góp ý với chị cái gì vậy, các em cứ việc bình luận phía bên dưới clip nha các em. Là gì vẽ sơ sơ khuôn mặt búp bê này thôi nha các em, để cho các em nhìn rõ lại so với cái phần thân người thôi. Chị sẽ tranh thủ thời gian để làm cho các em một cái clip để mà vẽ một khuôn mặt búp bê thì là dễ thương nha các em. Các em đã sắp được nghỉ Tết chưa nè? Một lần nhỏ nhỏ ngay cái phần ngực nha các em. Rồi, thế là xong, chị đã hướng dẫn cho các em cái cách để mà chúng ta vẽ được tỷ lệ thân người nha, của búp bê chúng ta ha. Nếu có thời gian chị sẽ làm thêm nhiều clip nữa, hy vọng là các em sẽ luôn ủng hộ chị Alex nha. Bye bye các